Mẫu dáng đàn riêng đệ nhất thiên thiên công thịnh mời mẫu đệ nhất thiên thiên tặng bóng chi thánh sẽ loan đi đội đông giả nhật pháp dây mong ngân chư phật bài hồi tất cả văn thi giữ kết tương ngân thành những phước ngân chư phật hiện toàn thân nam mô nhang ngân cái bồ tát mô nhang vân cái bồ tát ma ha tát sa loan thanh gia hồi đệ nhị mẫu thiên cung thịnh mời mẫu đệ nhị thanh tiên bốn phương sinh thành trên đền đông phương chân linh sắc thương ngào đoàn nhân phổ bệnh cao huyền truyền hữu tu di ám lục trần thanh tự đại hải quang chân hóa phật hồ sơ ước qua bồ tát ma ha tát nam mô nhang cũng giảng bồ tát ma ha tát nam mô nhang cũng giảng bồ tát ma ha tát nam mô nhang cũng giảng bồ tát ma ha tát sơ loan thanh gia hồi đệ tam mô thiên cung thịnh lời mẫu đệ tam thanh ngọc bồ thần thần ngự đền thoại bố a di đà phật nam mô phật thiết cứu khổ cứu nạn linh linh cảm quan thế âm bồ tát bách thiên vạn vạn phật hằng hà sa số phật vô lượng lăng kính mục cầu lăng cứu cho bệnh nam mô thanh tương địa bồ tát ma tát nam mô thanh tương địa bồ tát ma nam mô thanh tương địa bồ tát ma sơ loan thanh gia hồi trần chiều văn võ quân thần anh linh chắc chắn ân cần ngài giúp cho có lệnh truyền ra đức thánh có lệnh truyền ra trừ tà sát quỷ cứu dân dân tiền chiều sẽ ra hồi hoa hải đường thiên cô đệ nhất đức bà cường đời trời trời mở mang nam hải đức đệ tam mà sang dõi kim chi ra hồi hoa hải đường thiên cô đệ nhất đức bạc cường là đất trong ngoài ra hồi ngọc điệp danh danh kim chi ngọc điệp danh danh hoàng thiên cô đệ nhị quyền hành có ai có thơm ngát một nhà mười lăm thơm ngát đi một nhà có điểm danh ngọc hoa một làng lá xanh sẽ ra hồi cửa suốt tờ mờ chấp ra cửa suốt tờ mờ thoại cô bé suốt lững lờ trên sông thanh gia hồi lập ở hướng đông ngôi đền thờ cầu lập ở hướng đông thịnh mời cậu bé cửa ông giang đồng sẽ ra hồi tam vị chúa mường thiên dương văn tam vị chúa mường tình chúa đệ nhất giang dương kinh ngựa đông lòng tin con bái thịnh chúa tiên kiều chúng
Thank you.